Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về Việt Kiều phạm luật Việt Nam. Có những chuyện mà mình tưởng rằng là chuyện nó không có đáng gì hết, nhưng thực sự nó ra hình sự đó nha quý vị. Câu chuyện tôi kể như thế này. Có một vợ chồng có quốc tịch là nước ngoài, cho một cái cá nhân ông A vay tiền, cái số tiền vài trăm ngàn đô. Thì thấy cái ông A là bạn bè cho nên vay, và hình như là mở cái cửa hàng kim khí điện máy gì đó. Thì khi mà cho vay tiền thì cả hai vợ chồng thì cho vay tiền, và có một vài lần thì không thấy anh A nữa, và anh A này con nợ đã tẩu tán tài sản, bán mất tiêu luôn, cũng rất là không may là người chồng, cái người cho vay mất, thì chị vợ phải một mình nuôi con. Thì trong một cái lần mà chị về Việt Nam, bạn đi một cái thời gian, cái đồng tiền mình mong muốn cho người ta vay để mình lấy lại lãi suất, mà bây giờ tiền nó không có, mà con nợ thì nó cũng mất tiêu. Thấy được cái con nợ như bắt được vàng. Phụ nữ mà quý vị, họ có một cái thái độ là rất là giận dữ, chạy lại cào cấu, đánh mắng chửi và lớn tiếng cho rằng là con nợ này đã nợ chị số tiền, và bằng cái hành vi lục bóp, chị và các bạn, lục bóp của ông A lấy đi một số tiền, đánh lấy cả điện thoại của ông A luôn. Và cái người đi chung chị đó thì vì thấy chị thấy con nợ thì cũng đã có hành vi là hỗ trợ cùng giúp chị để đánh anh kia, nhằm cái mục đích là lấy đi một cái số tài sản mà hiện tại ông A này ông đang mang theo trên người, nó gồm có tiền và điện thoại. Anh này anh chỉ là một người bạn giúp không hơn không kém, nhưng mà ảnh có sử dụng vũ lực. Thì tại cái thời điểm mà cái ông A này bị đánh thì ông đã xin lỗi, ông đã năn nỉ rằng là tôi hứa tôi sẽ trả nợ cho cô như thế nào đó. Và chị đã lấy đi cái số tiền là khoảng theo cái tỷ lệ định giá của trong tố tụng hình sự nó khoảng hơn 10 triệu. Qua ngày hôm sau, ông Nga lại đến cơ quan điều tra, ổng cho rằng có hai người Việt Kiều đã hành hung và lấy của ông đi tiền và điện thoại. Quý vị biết rồi, về quy định của luật Việt Nam, người nào có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực nhằm cưỡng đoạt tài sản mà giá trị tài sản đó trên 2 triệu đồng thì thuộc hành vi cướp rồi đó quý vị. Thế là đủ bằng chứng, tại vì cái số cái chiếc điện thoại cộng với cái số tiền hơn 10 triệu. Và các cơ quan tiến hành tố tụng như là điều tra, tòa án, viện đã vào cuộc, và người nước ngoài, hai người có quốc tịch nước ngoài phải có đứng trước vành móng ngựa với một cái hình phạt là tội cướp tài sản. Thế đấy quý vị và các bạn, những tưởng rằng là thấy được con nợ thì đánh mắng chửi, thực sự ra nếu như trong trường hợp không có, chỉ cần mà không có một cái hành vi gọi là lấy cái tài sản đó, lấy cái tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng vừa tiền vừa điện thoại, thì nó sẽ không ra hành vi cướp tài sản. Mặc dù nguyên nhân là
ông A này thiếu nợ. Thôi bây giờ về luật chúng ta không bàn, chúng ta chỉ bàn rằng nếu trong trường hợp người nước ngoài có quốc tịch nước ngoài thực hiện cái hành vi phạm tội tại Việt Nam mà cái tội đó đã được quy định trong luật thì luật Việt Nam xử nha. Tôi nhớ có một cái vụ việc nó là như thế này quý vị. Tôi có một cái người quen thì họ cho người ta vay với số tiền là hơn 100 triệu. Thì họ bảo với tôi rằng là đòi hoài nó không trả, giờ sao? Thì tôi nói thôi đòi hoài không trả kiện. Thì chị nói với tôi rằng là thôi để chị vô chị kêu xe lấy đồ đạc của nó ra. Tôi nói coi chừng nha chị, coi chừng bị hành vi trả hình sự đó. Và tôi đã cản chị ơi, cái chuyện mà vay tiền thì đã có hợp đồng, còn chuyện chị tự tiện vào cái nhà của người ta lấy đi một cái tài sản gì đó, và cái tài sản đó mà có giá trị trên 2 triệu đồng thì chị phạm vào cái quy định của pháp luật á, công nhiên chiếm đoạt tài sản hay là tội trộm cắp hay tội gì đó theo quy định của luật đó nha chị. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi muốn gửi đến quý kiều bào của Việt Nam ở nước ngoài. Nếu quý vị và các bạn, mặc dù mình là người Việt, tuy nhiên là mình có cái quốc tịch nước ngoài, mà mình có hành vi nếu không thật thận trọng thì mình sẽ vi phạm pháp luật Việt Nam. Và ví dụ như thấy không, nếu như trong trường hợp, trong một cái góc độ, trong một chừng mực nào đó, quý vị sẽ nói rằng, sẽ bảo vệ rằng là tại vì ông A ổng thiếu tiền tôi cho nên tôi đánh ổng, tôi mắng, tôi chửi và tôi. Nhưng nếu quý vị không lấy tiền ổng và để ổng tự nguyện ra lấy tiền ra để mà đưa quý vị thì đó là cái câu chuyện khác. Chứ quý vị không thể nào nói một cái câu rằng là vì ông A ổng lấy tiền tôi, ổng thiếu nợ tôi những tới hơn vài trăm ngàn đô, còn bây giờ tôi lấy lại cho bỏ tức. Hai việc giữa hai cái lằn ranh giữa dân sự và hình sự. Thực ra thì sau khi có cái phán quyết của tòa án về cái hành vi cướp tài sản đau không quý vị? Rất đau. Tại vì chị này chị cũng không quá khó khăn để chị lấy cái số tiền 10 triệu, nhưng là đủ cái hành vi cướp tài sản rồi đó. Dùng vũ lực có không? Có. Chẳng những chị dùng vũ lực mà người bạn đi cùng cũng đã dùng vũ lực, đe dọa vùng vũ lực, chửi bới nhằm chiếm đoạt tài sản, tiền, điện thoại có cái giá trị tài sản 10 triệu đồng mà, đâu phải 2 triệu đồng đâu. Thưa quý vị và các bạn, thế đấy, luật pháp thì có những lúc thì rất là vô tình. Cho nên quý vị và các bạn phải thật thận trọng. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn không hiểu biết pháp luật thì dẫn đến những cái hành vi, thực ra nếu trong trường hợp cái chị này có thể có những cái hành vi xử sự khác đi thì nó sẽ không có những cái điều đáng tiếc cho đến ngày hôm nay. Và ra tòa thì chị cho rằng là tòa ơi, tôi là sau khi chồng chết thì con còn nhỏ mà mẹ thì ốm đau, mình phải gồng gánh nuôi con. Cho nên những cái phán quyết của tòa cũng đã lượng hình, lượng những cái tổng hợp tất cả những cái quy định của pháp luật để đưa ra những cái yếu tố giảm nhẹ nhất về cái hành vi cướp tài sản cho người Việt kiều. Thông qua cái video này tôi muốn nói với cái gì của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng nghĩ rằng mình gốc Việt Nam, mình nói được tiếng Việt thì mình sẽ vận dụng những cái quy định của pháp luật. Nhưng cái việc tại cái thời điểm quý vị đi thì cái luật pháp nó cũng chưa có rõ ràng. Bây giờ hiện tại pháp luật
từ luật hình sự năm 1999 và tới nay là luật hình sự năm 2015 mà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tất cả những gì nó đã quy định trong luật, mà nếu như trong trường hợp mình không cập nhật, mình không biết, dẫn đến cái trường hợp đáng tiếc. Tôi nhớ cũng giống như là có một cái nghệ sĩ của Việt Nam, anh đi ra nước ngoài, và cũng có thể là do không có một cái sự hiểu biết về luật của Hoa Kỳ, cho nên dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật ở Hoa Kỳ. Và tòa án của Hoa Kỳ đã có phán quyết. Thế đấy, tôi thông qua cái video này, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn rằng quý vị và các bạn phải biết những cái quy định, đặc biệt là những quy định cơ bản về luật, để cho chúng ta tự mình bảo vệ mình khi về Việt Nam. Không phải là khi mà đi chơi rồi thì trở thành một cái gánh nặng ở Việt Nam, ở nước ngoài đã rất là khó khăn, sau khi về Việt Nam rồi thì lại vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn trong video có những cái khiếm khuyết, và tôi sẽ thích kể một cái câu chuyện về luật cho quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp các anh chị kiều bào có những cái câu hỏi nào cần đến tôi thì cũng có thể là tôi không trả lời được, cũng có thể là tôi sẽ